Đây là hiện trường vụ một chiếc container bốc cháy dữ dội trên địa bàn phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào lúc hơn 6 giờ sáng ngày 27 tháng 3. Thời điểm này, khi xe container chở theo hàng chục tấn thức ăn gia súc di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn đối diện bến xe miền Đông mới thì khói lửa bốc lên. Phát hiện sự việc, tài xế đã cho dừng xe đồng thời hô hoán. Người dân chạy đến hỗ trợ dập lửa tại chỗ nhưng bất thành, đám cháy bùng lên dữ dội hơn. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Dĩ An đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Ngọn lửa sau đó đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe đã bị cháy rụi phần cabin. Ảnh hưởng của vụ việc còn khiến cho giao thông qua khu vực di chuyển khó khăn.